Chào mọi người. Như các bạn đã biết thì ở thời điểm hiện tại Lu đã ký hợp đồng stream trực tiếp ở trên Buja. Nếu như các bạn muốn ủng hộ Lu hay là muốn xem các nội dung như là talk show, trả lời câu hỏi, phân tích, dự đoán, chơi game thì các bạn hãy đến với đường link Buja Lu để bên dưới phần miêu tả nha. Tất cả những nội dung này sẽ chỉ phát trực tiếp ở trên Buja mà thôi. Rất hy vọng là gặp được các bạn ở bên đó. Còn bây giờ thì xin tạm biệt. Hello anh em. Đây anh em lên hơi trễ. Đang ngồi coi trận này có vẻ như lạ. Xong mới giật mình thấy là nay cho thằng thằng Sai vô đánh lại. Mà tụi Luxury chưa thua nhiều tiền đúng không? Nó mới có thua 1.800. Tới nỗi nào chưa tới nỗi. Cái gì? Luxury gì mà tuần trăng mật. Luxury thắng ván này tệ lắm thì ván sau đưa thằng Vịt vô lại thôi, có gì đâu. Đang cho thằng Sai vô đánh, thằng Sai đánh ván đầu tiên từ đầu muộn giờ mà. Mà sao nó tập Bakugo bỏ chạy đi. Đây không còn có nhiều cơ hội để cho bên phía của Tinsic có thể giành chiến thắng của Thái Dừa Sàng. Hai người trước đó mở ra cái sân khấu tử thần. Đâu. Nhưng đến từ một con Leona. Hết tuần trăng mật chưa? Sân khấu của Eddie đơn giản là để mở những hết tuần trăng mật chưa? Nhạc buồn. Luxury mùa này đâu phải là team đâu phải đội một tuần với đội hai tuần anh em. Đây là đội một mùa mà. Mình hoàn toàn tự tin là Luxury sẽ đứng ở trong top 4 khi mà vòng bảng kết thúc. Vấn đề chỉ là vô playoff thôi, có đánh BO5 thì câu chuyện nó có thể nó khác. Có thể gây ra những cái bị tấn công rồi. Thái Dương Asan và anh ta cũng mất máu rất nhiều. Đấy. Đấy. Và ngay lập tức Điền Cây nằm xuống. Nên kêu là Queen kìa, kêu là Queen nó vô kìa. Nhưng Ba Ke là một mục tiêu ngon hơn. W giật về thì chắc chắn sẽ có một cuộc thảm kịch hoàn toàn dành cho Ba Ke. Và người vừa rồi nằm xuống tiếp theo với khách chính là con Alista nằm tay của team siêu kịch. Không còn từ gì để nói nữa cả. 11-10. 9-4 trước đó là quá khứ đơn rồi. Bây giờ là một tương lai hoàn toàn lớn hơn. Luxury Sport dẫn trước hoàn toàn. Tưởng nó từ quá khứ đơn nó chuyển thành hiện tại kép chứ. Hồng Trung nói buồn què vậy. Quá khứ đơn. Đề của Ba Ke hả? Thực ra nó như thế này. Ở thời điểm đó thì mình nghĩ nó có hai yếu tố. Yếu tố nhất là VSET ở giai đoạn 2018 đó khá yếu. Đó là một trong những giai đoạn tương đối là yếu của VSET. Tầm 2018 á. Cái thứ hai là vấn đề về meta. Meta đợt đó là Yasuo Irelia, đợt đó Ba Ke đánh Irelia với con Yasuo chiến quá. Nói chung là nó có nhiều yếu tố. Mà hai yếu tố đó là hai yếu tố mình nghĩ là chính dẫn tới cái thành công qua Dunis. Mà ngược lại, bây giờ cái giá phải trả đến từ những pha sai lầm ở khu vực căng vô tịch trước đó, khu vực đường dưới á. Là vô cùng đắt đỏ. Đây rồi, nghe của Thiên Định kiếm quá chuẩn chỉ, đây ra đang phải bỏ chạy. Có một phút nó hỗ trợ. Phi một phía cái này bật bó khuất làm tất cả mọi thứ để sống. Đó là một cú thế giới bùng nổ cực kỳ đẹp từ DNK, nhưng H3 đã bật kịp đồng hồ và anh ta vẫn sống. Kiểu là Queen nhảy ra, Thiên Định kiếm không đủ chuẩn, Sai bắt đầu được bắn, anh ta bắn rất vốn. Quang sẽ xích chuẩn chỉ, SD đang phải bỏ chạy. Quá quy quá tuyệt vời đến từ Play mang cho ta mà hạ gục. Kiểu là Queen đang ôm đam của trụ, quát tan hai người. À chết, chết hai. Play Play nằm xuống trụ bóng, gửi H3, H3 nằm xuống. Nó căng thẳng. Phía cánh này DNK thấy được Kiểu là Queen, Sai đang cắm những cái cái trụ súng của mình và anh ta đang nhắc bài dần chung cái trụ nhiều hơn. Còn DNK và Ba Ke làm gì đây, quá khó khăn. Lượm rau gấp thịt nhưng chuyển sang thành dạng búa bắt đầu gõ. Thấy Ba Ke bớt đi đồng hồ rồi, cắm ụ súng để có thể bắn được, giữ chân lại bằng cái và không cần luôn, chưa kịp nói gì là trụ đã bắn chết được rồi. Tóc biến lên dồn sát thương vào đã đủ, chứ có lẽ DNK không đủ mạnh không mẽ để chống chịu nổi sát thương đến từ Cô Tịch. Cười lực quyền tới đâm chết con bò và mẹ hạ gục dành cho Cô Tịch. 15-12 nó bị dẫn trước xong đang nhận một là một cái ào 4 phút thi đấu đầu tiên này, một cú quét sạch và vươn lên dẫn trước vẫn chưa muốn end game. Kinh dị thiệt. Nagaya vẽ đi đã di chuyển ra rồi, cho nên là một cú lập thế cờ là vẫn có thể xuất hiện đấy. Dịch chuyển được có thể end game. Luxury này căng quá, căng quá ta. Giữ chân lại, Play đang di chuyển tới quăng xe xích không đủ chuẩn nhưng có thần cá sấu. Nó căng vậy ta. Kiểu như muốn thắng lúc nào. Chơi bên trong bệ đá cổ luôn. Kiểu như muốn thắng lúc nào thắng vậy đó. Cho nên hơi khó để cho Play có được một này là do Luxury mạnh hay là Secret là chú Phi ta? Nhà chính sẽ nổ và chiến thắng cho Luxury Sport ở trong ván từ đó đầu tiên. Đâu quăng nhiều đâu. Anh nghĩ là phần lớn là do tụi Luxury nó đánh hay, tức là về mặt cơ bản nha, nó bị dẫn trước nhưng mà bị dẫn trước không nhiều. Ở đầu trận thì họ đã có rất nhiều bước ngoặt hả? Bước ngoặt nó là ở cái đoạn đường dưới, pha giao tranh đường dưới xong nó ăn Baron luôn. Tức là phải nói là cái khả năng snowball của tụi Luxury nó rất là ghê.
pha đó đâu phải là quăng lắm đâu. Ok, tức là pha đó là bên phía của Secret mở bắt thằng Cô Tịch tốc biến, sau đó thằng Blade với thằng Killer Queen tràn xuống, thì lúc đó là đội hình của bên phía Secret nó bị hở sườn, tại vì nó đã dùng combo để nó bắt thằng Cô Tịch rồi. Con bò nó không combo, hai con Silas với lại con Talon nó vô, nó tạt cánh vô thì không còn tài nguyên để có thể chặn hai con đó nữa. Đúng thời điểm đó thì con Baron ra luôn. Nó phải gọi là bên Luxury nó đánh kinh đó chứ. Đồng ý là vẫn có sự không chắc chắn đến từ Secret, nhưng mình sẽ gọi là ván vừa rồi là tụi Luxury đánh kinh quá thôi. Nó bị giận mà nó không có nào đúng, nó lật bất kỳ lúc nào. Luxury hiện tại nó không còn là phong độ nữa. Luxury chắc chắn là một đội top 4 mùa này. Vấn đề là vô playoff như thế nào thôi. Mình nghĩ rằng vô playoff thì mình vẫn sẽ đánh giá cao cái bản lĩnh kinh nghiệm của Gam hơn. Nhưng nếu như không chọn sớm rồi, và bên phía của Cerberus thì không chỉ là phong độ mà nó cũng có bản lĩnh. Nó có DNA vô địch của thằng Ego. Ego là thằng có DNA vô địch. Nó hơi thằng Ego cũng son á. Cho nên là mình nghĩ là Gam với Cerberus là hai đội mà mình nghĩ rằng top 1-2 cao. Luxury thì đang đứng ở chỗ vị trí thứ 3. Hồi trước mình có nói với các bạn về câu chuyện là phát triển game thủ của Việt Nam, tức là cái đà phát triển của game thủ Việt Nam nó không bằng so với các khu vực khác. Ví dụ như có một bạn kể về câu chuyện mà ví dụ như từ thời thằng Stark đập mấy thằng top thế giới nè, sau đó tới thằng Naun, thằng Địa, thằng nói chung là rất nhiều thằng game thủ VZ. Khởi điểm của, tại vì thực ra con người và kỹ năng chơi game thì mình nghĩ là Việt Nam nó không thua ai cả, thiệt. Nhưng mà cái xuất phát điểm là một chuyện, còn cái cơ sở để mà phát triển, tức là nuôi dưỡng cái xuất phát điểm đó lên như thế nào, tức là cái biểu đồ đi lên của khả năng của thằng vận động viên á, thì hiện tại VZ không có được một cái môi trường tốt để phát triển tụi nó bằng so với lại ví dụ như là hiện tại là ở bên LCK với LBL. Thực ra cũng chỉ là LBL với lại LCK thôi. Và sắp tới là thằng LCK tại nó đang có giải EU Master làm tốt thì nó phát triển vận động viên được. Chứ VZ hiện tại đang không có đủ cái điều kiện để cho những thằng trẻ nó phát huy hết. Nó phát triển đi lên, nó tới thời điểm nó bị chững lại xong nó không đi lên tiếp được. Rất là nhiều thằng như vậy. Tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều những công cụ để bên phía của Luxury có thể tác động đến Zing và SD với Na ở Na khổng lồ, với Rakan của H3, với Ui nhạc thằng và với Coco của nhạc nhạc vui á. Đâu dạng nhạc giao hưởng á ta. Nhạc Van Bích vô game những bậc. Thứ hai, cả hai đội đều đã bước ra sân rồi, và cái quan trọng hơn đó chính là những bước di chuyển đầu tiên đến từ cả hai đội. Ê, coi game có nhạc này hay mà. Gam hả? Tại vì VTV đang có một số vấn đề về mặt nhân sự bất khả kháng, cho nên là đang bị thiếu người nha anh em. Lý do thì mình không tiện nói ra, nhưng mà đang một số vấn đề mặt nhân sự. Tạm thời thôi, khoảng chừng 7 ngày sau chắc là hết. Nên anh em thông cảm nha. Đợt này mà nó có cái gì đó nó hơi rớt quớt một tí về mặt vận hành một tí thì anh em thông cảm. Cũng là như vậy, để coi một cú W đến từ H3 khá chuẩn chỉ, án tự trúng được vào người sát thương đang dồn của H3, nhưng mà Sai đang là người đổi nhạc, đổi nhạc rất nhiều. P1 đang cực kỳ yếu máu. Và bản nhạc giao hưởng nó lại một lần nữa tô thêm cái lượng sát thương đến từ Sai, khiến cho những phát bắn của ta chất lượng nhiều. Killer Queen phía cánh này chạy được hay không? Này Killer Queen chạy được và cướp rừng đến từ DNK, phải nói quá xuất sắc. Nhưng mà hình như là bùa đó, có trong group có chat rồi, có người nhắc rồi, mà từ kỹ thuật đang hơi rối. Với lại DNK đều không, các bạn tưởng tượng là một người thay vì kỹ thuật một đội phải 3-4 người, bây giờ còn có một hai người khó hơn chút đó, nó bị rối. Bị rối, anh em thông cảm. Đội kỹ thuật đang bị lủng người, anh em thông cảm. Để mình vừa mới báo nhắc lại trong group rồi. Và Killer Queen anh ta đang thử rồi. Killer Queen sống luôn kìa. Cái phát bắn là cuối cùng của trụ. Ừ. Ai ăn mới quan trọng nè. Ô, ăn xong rồi vẫn còn đứng kìa. Ủa. À, tức là cái dòng hồ của Killer Queen đang đúng. Cố gắng lên. Đây là bản thi đấu quyết định của chúng ta đó. Kết hợp thêm bản nhạc giao hưởng nó khiến cho như một bộ phim anime vậy đó. Cảm giác mẹ bị lắc rồi. Thực sự. Anime. Đúng không? Đứng giữa có đánh nhau và đó là một tình huống play. Và tốc biến và thậm chí là ui, anh ta lại đứng ở đây. Không. Đập xuống rồi, anh ta chết. Hãy rồi. Cố gắng lên mọi người. Lỗi hiển thị, có thể là lỗi hiển thị, không biết là do bị do lắc hay là do cái gì. Chuyện gì đang xảy ra đây? Ván này nó Cô Tịch nằm xuống. Cô Tịch cũng trở thành cái gì đây?
Có khả năng là do một là do lắc, hai là do do lỗi của bên server giải đấu. Anh em đợi xíu. Toàn bộ những điều kiện cần để thắng đến từ team Socket nó đang bắt đầu có những tiến triển. Nhưng khu tình huống này thì là một pha mẻ đi, có thể bỏ chạy được hồi máu vẫn đang chờ đợi sẵn sai để bắn rất nhiều. Đang một lần bắn không đủ sát thương. Và H3 sẽ là người đi theo. SD đang vừa bắn vừa chạy, anh ta đang nỗ lực để gây sát thương. Bắn liên tục vào người của H3 và không có cách nào chạy cả. Đạp thẳng vào trong cao cao cạp và nằm xuống. Double kill dành cho SD. Đó là âm thanh của chiến thắng dành cho SD. Và đây là cô tịch. Âm thanh chiến thắng. Nhạc này bật lên làm luxury không đánh được. Nhạc này bật luxury đánh ông quen. Thằng Trung với thằng Tùng bây giờ không biết bình luận theo cái kiểu gì luôn. Cái nhạc này kiểu như bình luận đéo được, kiểu nó đéo vô mood được, tai lúc nào cũng nguyên mà vô. Tắt chưa? Vô. Luxury comeback. Ngay thời điểm này luxury comeback. Họ đang có được một Javan từ nãy giờ đang cực kỳ. Đấu sẽ kết thúc với tỷ số là 19-6 dành cho luxury. Muốn số điểm hành trang đến từ H3 nên được giá trễ hơn hoặc là sai. Ồ đường trên chúng ta đã có, ồ đường dưới cũng có đánh nhau. Đánh nhau ở rất nhiều nơi khác nhau và chúng ta đang có những thứ đổi mạng đến từ cả hai bên. Nhưng đường dưới thì có lẽ H3 cũng xỉa dáng long kích trượt đấy từ DNK. Chết mẹ một đều rồi. Thèm lên đi coi giải, anh cũng thèm lên đi bình luận lắm rồi. Nhưng mà anh nghĩ là may mắn lắm thì là mùa xuân nha. May mắn lắm á. Chuyển xuống thì đó là một cuộc thảm sát diễn ra. Tại vì tụi Riot nó vừa thông báo. Mình nghĩ rằng khả năng mà VCS mùa xuân không được, không có khán giả nó khá cao. Tại mình dựa trên cái này nè. Tụi Riot nó vừa thông báo ở bên châu Âu. Cũng lớn mà khó chịu. Tụi Riot nó vừa mới thông báo là LEC mùa này đánh không có khán giả. Rõ ràng đó là một tình huống SD không đơn độc. Và cô tịch đang cố gắng rút lùi điện cái tốc tiến lên trừng phạt đỏ và đánh tay sát thương rất nhiều. LEC mùa xuân sẽ không có khán giả. Tức là cái mình đang dựa cho nó, mình nói rằng cái góc nhìn của Riot đối với lại các giải chuyên nghiệp của nó là khả năng nó sẽ vẫn ưu tiên không có khán giả ở mùa xuân. Thì do đó mình mới suy ra ở tại Việt Nam, tại vì cái G Stadium là do bên phía Riot vận hành, cho nên là khả năng cũng sẽ không có khán giả ở mùa xuân. Thì khả năng mùa xuân mà không có khán giả vẫn sẽ tương đối cao. Đó là góc nhìn của Riot thôi, chứ thật ra tụi châu Âu á, bây giờ nó coi đi coi đá banh bình thường hết rồi. Ủa sao tụi Luxury nó đang thua mà nó đánh như thắng vậy ta? Đây là đại địa chấn 4 người nhưng không ai hỗ trợ. Ui, cả phi một nỗ lực để đi về nhưng ta cũng đã nằm xuống. DNK là mục tiêu tiếp theo. Team Secret bỗng nhiên quăng game với cái pha trả thù này của mình. Nếu không phải quăng game đâu. Tại vì tụi nó không ngờ tụi Luxury đánh tự tin đến như vậy luôn á. Không biết Luxury nó bị lên đồng. Mình thì cái này mình góc nhìn mình sẽ khác thằng Tùng. Là mình sẽ nói là tụi Luxury đánh tốt hơn là tụi Secret quăng. Quăng là kiểu như bây giờ mày đánh điên, nó đánh điên đánh khùng gì đó, nó chết những cái pha nhậm nhí thì chúng ta sẽ gọi là quăng. Còn mình đang thấy là tụi Luxury lúc nào nó cũng ở vào thế có thể chủ động để có thể lật lại á, chứ không hẳn là do bên phía của Secret nó đánh điên đánh khùng để nó quăng game. Vấn đề ở đây là bây giờ tụi Luxury nó tự tin quá. Ui, cái này là do bên phía Secret đánh không tốt á. Cứ giả ra nhưng mà tụi hai thằng top, hai thằng bot của nó mất thời gian ở cái trụ 2 quá, về setup không kịp. Một cái nữa nha là đội hình này của Secret là đội hình có hạn sử dụng nha. Cánh trên của nó có hạn sử dụng, lớp lăng Redstone là có hạn sử dụng. Đánh phải snowball nhanh một tí. Chứ để tới lay là khó chơi. Đây là có pha này nha. Rồi pha này nó dí đừng câu tịch. Không lao trúng. Đẩy ra lấy mạng, ok. Tới đây vẫn chưa có gì sai hết. Trên bản đồ thì chắc chắn những điều kiện để có thể cung cấp cho một pha hỗ trợ SD. Ông lớp lăng ở đây giật về. Ông riêng bắn trụ. Ừ, pha này là hết lồng đèn rồi đúng không? Pha này chưa có lồng đèn rồi đúng không? Pha này không có lồng đèn hả? Ừ, có lồng đèn nhưng mà pha này bị lỗi. Sai trượt đến từ phi 1 không cản được pha băng vào đến H3. Pha này đẩy láo, đẩy láo. Còn lớp lăng nó giật về rồi thì pha nó phải giật về, con pha này đẩy láo. Chết nữa rồi. Ba kê mới mất cái lướt xong. Tôi thấy là ba kê hồi nãy đường top lane mới mất cái lướt xong. Cho nên ta bị băng trụ ở đường trên. Để chết dễ vậy. Quyết tâm vẫn làm chủ phi. Thằng phi vẫn non lắm, thằng phi vị trí này nọ xử lý, thằng phi non nè.
Con Crash non đánh giải dễ biết lắm. Mấy cái pha nó đứng nó quăng lồng đèn á. Rồi vị trí đứng con Crash mà con Crash đánh giải mà Crash non dễ biết lắm. Hôm bữa có thằng thằng nào của Team Flash á, thằng dự bị hỗ trợ của Team Flash thay vô cũng rất là non. Đánh mấy pha con Crash rất là non. Đánh Crash Aphelios lúc nào cũng đứng cao lên để cho AD bị chết không à. Không có đâu, toàn béo. Mày phải biết là không phải lúc nào mày cũng sẽ được đâu. Một người làm chắc chắn sẽ mít. Mày làm một thí dụ mày không phải mít nhiều như một trận mà sẽ mít một hai lần. Một cú quán tử đây là con Na tiến nị rồi và đang bị gây sát thương rất nhiều, một cú đại địa chấn rất đẹp. Và đây thằng Ro hồi đó biết thằng Ro không, là thằng làm Karain game là lâu nhất của VTV, làm tốt nhất luôn. Nhưng mà có những ngày mà nếu mà nó không có một thằng phụ á là nó vẫn sẽ mít. Trong hai mạng còn lại nữa. Sai né được nhưng tóc biển lửa hai sấy mang lại cú triple kill dành cho xã. Đừng làm chui free. Của team Secret. Hãy tự vươn lên, thoát khỏi kiếp Chu Phi. Anh em Chu Phi vùng lên. Bây giờ thì cái chênh lệch về tiền đã lên tới một con số mới, đó con số tới 7.000 tiền. Ở đứng trên thì cô vẫn đang có định solo 1-1 với lại một con cá sấu rất xanh của Nagiya và con Trừng nha. Có thể bị solo kill. Nhưng mà Nagiya đang kêu gọi thêm sự hỗ trợ đến từ đồng đội của mình nữa. Và đó là một tình huống mang lại mạng gục cho ba kẹt một pha lên rất kịp thời để có được mạng gục. Và cố tình đây là tình huống đấy. SD à. Ui Sai thiếu đam tấn công như sát thương không đủ, án tử không đủ chuẩn lắm. Hai người nhắm vào SD bôi thêm một quả tên lửa và mang cho anh ta mai hạ gục hay lắm. Chủ phi vùng lên và không có gì thể cản các thành viên của team Secret ở trong ván thi đấu. Blade đang nỗ lực để cản lính nhưng mục tiêu ván ba không được cho thằng vịt vô nha, không được cho thằng vịt vô. Luxury phải để cho thằng Sai đánh hết luôn, không sao hết, chỉ là một trận thôi, cho nó đánh đủ ba ván thể hiện niềm tin. Đây là ván này, ván ba là để coi là Luxury có thể hiện được niềm tin với thằng Sai không. Tức là nếu mà tính là vẫn còn muốn phát triển thằng Sai về mặt lâu dài á thì cho nó đánh ván ba, còn kiểu như thôi bây giờ mày chỉ là thằng dự bị thôi, mày sẽ chỉ là thằng xác định tâm lý mày chỉ là thằng dự bị thì cho thằng vịt là quyết định đến tùy Luxury muốn như nào thôi, muốn gửi thông điệp như thế nào tới thằng Sai thôi. Thì kết thúc ván đấu có lẽ chỉ là vấn đề thời gian đối với team Secret mà thôi. Rồi nó dí cá sấu rồi. Dí cá sấu rồi. Khó lắm. Với đội hình này với SD hiện tại đang không xa. Ui, nhìn hai thằng dí cá sấu rồi. Quá chất lượng một cú dịch đến từ cốt thịt nữa. Anh ta sẽ đạp lên cái cặp 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 và ta sẽ nằm xuống luôn. Một kết thúc quá buồn cho cô tịch 0-6 rồi. Một đều. Thằng cô tịch. Ôi. Và thực sự thì chênh lệch đã là quá lớn để chúng ta có thể nói. Đây là một vấn đề. Chuẩn bị cho ván thiếu thứ ba. Bữa giờ có khá nhiều ván như thế này rồi nhưng mà gánh được. Mà bên phía Luxury gánh được. Đây không phải là lần đầu tiên KD của thằng cô tịch nhìn như thế này đâu. Bữa giờ mình nhớ ít nhất là 2-3 ván là nhìn nó giống vậy. 10 cá tiền rồi mà không end game được thì cảm giác là nó hơi thì không, tức là không còn từ gì để nói được luôn á, tại vì bạn đã có một khoảng cách để giành chiến thắng nhưng mà bạn chưa thế nào. SU mới nói xong, ba kè la vào, DNK la vào ngay lập tức một pha đại để chứng khá đẹp. Nagiya cũng bắt đầu la vào nhưng ba kè đã phải trả giá. Người nằm xuống là Rakan và Sai không có đủ để bắn, người ta sẽ bị hạ gục. SD bắn vào bên trong hai cái trụ bóng này chính. Một đều. Tính ra bây giờ thực ra ở tại VSET á, nếu mà gọi là điểm yếu của Luxury là thằng cô tịch á thì thằng mà top ổn định nhất của VSET hiện tại thậm chí là không có luôn á. Chắc là thằng Hasmet. Hasmet gọi là nhìn chung là nó ít có những cái ván fit nhất. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại mình thấy thằng top VSET là không có thằng nào mà gọi là ổn định tuyệt đối cả. Kia-ya đang cầm bách lại nhưng Kia-ya có những ván Kia-ya cũng chết solo kill xong rồi đánh Sai chết hoài 2-3 mạng. Kia-ya cũng lũng. Rồi thằng nào thằng Bull hiện tại cũng lũng nha. Thằng Bull cũng lũng. Cho nên là hiện tại thì nếu mà điểm yếu của Luxury ở đường trên thì nó cũng không phải là một cái điểm yếu mà nguy hiểm lắm. Vì các đội khác ở ngay thời điểm này thì top cũng đang bị lỏng lỏng. Thằng boss sao kỳ vậy ta? Hôm nay Cerberus chưa đánh đúng không? Mình nghĩ thằng bên Cerberus phải cho thằng boss đánh, chắc chắn phải cho, chứ thằng boss tiền nhiều lắm. Các bạn phải biết là đầu tiên nha. Đầu tiên là về mặt thủ tục. Thủ tục là gì? Thủ tục là nó tới đây không phải là visa du lịch, nó phải là visa lao động, mà xin được cái visa lao động không phải là dễ ở cái tình hình Covid này. Tình hình dịch Covid như thế này để xin được cái visa lao động, giấy phép lao động cho thằng boss ở tại Việt Nam, nó là một cái hành trình rất là khó khăn mà Cerberus đã phải vượt qua để thằng boss có thể được thi đấu tại VCS. Cái thứ hai là về mức lương. Đối với một thằng game thủ, ngay cả khi nó là một thằng game thủ không thể đánh tại LCK,
Nhưng nhìn chung nó đã từ Hàn Quốc nó qua Việt Nam đánh thì con số mức lương trả cho nó mình nghĩ cũng phải vài ngàn một tháng nó mới đi. Chứ không thôi nó lại Hàn Quốc. Nó ở lại Hàn Quốc, nó đi đánh đội nghiệp dư hay nó làm cái gì đó bậy bạ thì nó cũng được con nhiều hơn con số rồi. Bây giờ kéo nó qua Việt Nam đánh thì nó cũng phải được vài ngàn đô đúng không? Chắc cũng phải 4-5 ngàn đô gì đó là bèo nhèo nhất. Tức là vừa tốn công sức để lấy giấy phép, vừa tốn tiền lương cho nó, thì không thể nào mới chỉ một ván đấu mà không cho nó đánh được. Cho nên mình đang bị không hiểu lý do tại sao. Ít nhất là ở mùa giải mà thằng Ego nó bị bệnh thì còn có thông tin là Ego nó bị bệnh. Còn bây giờ thằng Boss không nghe thấy thông tin thì tụi mình thấy Cerberus hết. Nhưng mà cái quan trọng ở đây cái yếu tố mà có thể mang lại dễ chơi nè. Javan Rekton xin ra riêng dễ chơi. Bên này xin giao Rai Amil. Đội hình này của hai đội thì mình đánh giá là ngang nhau. Nhưng mà đường trên thằng Cô Tịch phải đánh kỹ nha. Thằng Cô Tịch đánh cái kèo này là mà nó mà bị dẫn trước là cũng hơi nguy hiểm á. Tại vì con cá sấu đầu game đánh cơ miêu hơi căng á. Thì thằng Luxury, thằng Killer Queen phải lên trên nhiều để hỗ trợ, chứ không kèo con cơ miêu thở không được á. Mình nghĩ là early game thì bên phía của Secret nhỉnh hơn. Nhưng mà nếu như early game mà không có được cái lợi thế lớn á, thì giai đoạn giữa khi bắt đầu con Kermil có đồ, con Rai có đồ thì bên này sẽ nhỉnh hơn. Thì yêu cầu thằng DNK phải làm nhiều hơn, cố gắng làm nhiều trong khoảng thời gian ban đầu để sao cho lăn cầu tiết được. Rồi. Cảm giác nó hơi bị cồng kềnh và nó da đang phải bỏ chạy, anh ta đã phải nằm xuống rồi. Có hồi mỗi đợt đắc thắng lao vào tấn công tốc biến lên. Nhưng trước khi nằm xuống thì cũng kịp để làm thiên siêu sát thương để cho ba kè có thể hưởng được ở trong Luxury là nhiều luôn. Cơ miêu hai mạng cầm hai bùa. Thở rồi đó. Kèo này là đi xa rồi. Hồng ngọc thôi. Nó không. Kèo này lên gan chết hai á. Con Rom có hơn con Crash ván trước. Đội hình nữa hả? Đội hình này cầm con Rom hiệu quả mà. Tại vì nó như thế này nè. Con Rom là con khắc chế đội hình đánh tay cận chiến. Bên này có hai con đánh tay cận chiến lao vô, có con Leona rồi con Rai tầm đánh ngắn, đánh roam là hợp lý. Hay nó đã kích kịp để có thể giúp cho play có thể bỏ chạy. Nhưng Kido Phim phía cái này, Cô Tịch phía này đang nhắm vào DNK trước hay chăng? Đúng, họ đang muốn dùng sức thương vào DNK. Họ dùng tất cả mọi thứ vào người của DNK. DNK thở không nổi, tên lửa đạn là xem khiếp bồi. Liều quá ta. Khiến cho Kido Queen bị hạ gục. Nhưng Cô Tịch phía sang địa chỉ đó là Nagaya. Á, Kido Queen với Cô Tịch nó cũng chiến dữ lắm luôn á. Luxury này đánh chiến thật sự luôn á. Nhưng mà mình đánh giá cao nha. Đánh giá cao cái Lưu phân tích việc để thằng Sai lại không. Là bây giờ tự nhiên Luxury nó sẽ có một thằng Sai cũng rất là tự tin. Thằng Sai sẵn sàng vô chơi game tự tin luôn, không bị ảnh hưởng tâm lý, giữ đánh đủ 3 ván BO3. Chứng tỏ là huấn luyện viên của Luxury là vận hành nhân sự ok á. Kết thúc lượt đi mà 6-1 là... Thực ra 6 trận thắng chưa đảm bảo playoff. 6 trận thắng không đảm bảo playoff. Nhưng mà hết lượt đi mà 6 trận thắng thì coi như là cũng coi như mặc định chắc chắn là playoff rồi. Tức là top 4 rồi. Cái con số an toàn, con số an toàn ở tại VCS để mà playoff là con số, thử con số 7. Rất là ít những cái trường hợp mà 7 trận thắng mà không vô playoff. Rất ít, mới xảy ra như có 1-2 lần gì thì phải. Cho nên con số an toàn là con số 7. Nhưng mà đúng, con số chắc chắn là con số 8. Con số chắc chắn playoff là con số 8. Nhưng mà con số an toàn là con số 7 rồi. Đó chính là thả sứ giả khai nước để có thể mang cho đây thêm một nguồn kinh tế cực kỳ lớn nữa. Toàn béo, khả năng bị ban của mày càng ngày càng tăng lên nha Toàn béo. Và Ác Ba đang phải bỏ chạy, đang cố gắng né toàn bộ lượng sát thương của đối thủ nhưng có lẽ như không được rồi. Một pha hơi hừng quá. Chú Phi vùng lên. Họ muốn cản, họ không muốn cho SD có được cái lượng tiền dựa trên con sứ giả khai nước hút vào. Nhưng mà cái pha lao lên từ H3 thì nó hừng quá, nó khiến cho cái tình huống đánh đến từ... Rồi vừa mới nói xong, Cô Tịch nó đá vô đầu thằng Nagiya luôn. Trên cái gì thế này, con cá sấu bị cắn. Solo kill. Hết lính rồi. Đường dưới thì SD không có lính. Lính nó vẫn còn đang ở ngay giữa hai trụ, cho nên là bên phía của Team Secret không băng trụ được quả này. Đúng là không có lính để Team Secret có thể ăn trụ. Yeah. Tiếng sân khấu mở lên bắt đầu bắn. Vòng xoáy không gian xuống. Ui. Có cả dịch chuyển đến từ Cô Tịch đang sẵn sàng. Ui.
Cảm giác là hơi khó đỡ trong quả này. Và phi một là người phải bỏ chạy. Con rồng đang... Má tụi Luxury nó căng quá, căng quá, căng quá, căng quá. Không sao anh, A có trả lời CMTM. Ôi, cho nó về. Cảm ơn em nha. Nhằm tránh đi việc cô tử sẽ dịch chuyển. Nó về thì cho nó về đi, thua một cấp đứng lại quýnh nó làm cái gì để nó gõ vô cái đầu. Kèo này là kèo này mà cấp 3 đó mà bị hai sát là biết là thua rồi, không đánh được nữa đâu. Thật sự là đúng là ván 3 này nhạc tắt hơi sớm, nó khiến nhân phía của team sự kiện không có được bất cứ một cái điều kiện. Nhưng mà thực ra mà đó nó chỉ là nói cho mình nghĩ là thằng Trung nó hợp bình luận ở GG hơn. Mình cảm nhận là những cái ván đấu mình thấy thằng Trung bình luận GG không làm tốt. Thằng Trung không hợp làm ở nhà. Mình cũng vậy. Cá nhân mình cảm nhận là mấy anh em VTU khác thì mình không để ý, chưa để ý lắm, nhưng mình cảm nhận là mình làm ở GT mình làm mới tốt. Còn làm ở nhà rất là nhiều ván bình luận tệ lắm. Cũng nhiều cũng chả hiểu tại sao nữa, nhưng mà kiểu như nó không có không khí á, không tập trung nữa. Nhưng mà bây giờ phải chịu thôi. Mà mình lại có một cái vấn đề là mình không fake cảm xúc được. Kiểu là nếu mà thật sự là mình bữa đó mình cảm thấy không hào hứng là mình không có giả vờ hào hứng được. Khó lắm. Tất cả mọi cái thứ cảm xúc mà khi các bạn coi mình bình luận thì 90% đều là thật hết. Nên ngày nào mà bình luận kiểu mà kiểu cảm giác để vui không hào hứng, không thấy hay là các bạn dễ nhận ra lắm. Với lại mà các bạn coi đợt này mà cảm giác là bình luận viên bị cà giật khi mà bình luận, là vấn đề là tại vì delay giữa hai bình luận viên với nhau. Delay giữa hai bình luận viên với nhau, tức là khi mà mình nói xong á, khoảng chừng 2 giây sau tín hiệu nó mới tới được tới với thằng Trung hay là thằng Tùng. Bây giờ thằng Tùng với thằng Trung nè, cho nên là các bạn vẫn để ý là cái cách vận hành của VTV khi bình luận hai người là một người làm giao tranh, một người làm phân tích. Nhưng mà bởi vì cái delay đó khiến cho người làm giao tranh, người làm phân tích khó phối hợp với nhau, không nó bị chệch cái thời gian nó dài quá, 2 giây hoặc là 3 giây gì đó, nó bị cái thời gian nó lệch dài quá cho nên khó phối hợp với nhau. Nên có những cái ván đấu mà mình rất là bị khó chịu tại vì anh em không phối hợp với nhau được. Không có ngưng để đổi người làm phân tích với lại giao tranh được. Bị khó chịu. Nói chung là bị khó chịu. Cho anh em coi mà thấy là bị bình luận đợt này là rất là dễ bị giật là như vậy. Là không biết người này nói người kia nói như thế nào. Cho nên là mình đang rất là khó chịu cái chuyện làm online này. Thêm một cái nữa nha. Là bình luận á, các bạn để ý nè, cái hình ảnh ở đây nè, khi bình luận viên ghép cái tiếng bình luận viên vô, nó bị chậm ít nhất là 2 giây. Cho nên các bạn sẽ có cảm giác là bình luận viên lúc nào nói có sẽ cũng chậm hơn tình huống nó bị chậm á, tức là thằng nó nhiều khi nó chết rồi mà nó vẫn chưa. Hoặc là làm cái gì xong mà tới 1 giây sau, hơn 1 giây sau, 2 giây sau mới nói. Thì là tại vì cái vấn đề về mặt kỹ thuật á, cho nên là tiếng bình luận viên nó sẽ bị chậm hơn hình. Tức là mình xem ở như đây, ở đây thì mình nói rồi, nhưng mà khi mà lên stream của các bạn nó sẽ bị chậm hơn. Các bạn coi để ý là bạn sẽ thấy rất là rõ là bình luận viên sẽ nói chậm hơn so với cái hình này. Mình biết như vậy, mình cảm giác nhiều khi mình cảm giác bị khó chịu. Nhưng mà tình hình này thì không có giải pháp khác, cho nên phải chấp nhận. Không cứu nổi cái trụ thứ hai đường dưới luôn. Nhảy vào để gỡ nhưng bị trưởng liên tục sát thương dồn quá nhiều, hát ba la vào để cứu những người solo hả? Không, bình luận solo bây giờ khó lắm, bây giờ không quen làm solo nữa đâu. Bây giờ không làm solo được, bị quen làm hai người làm solo cảm thấy khó. Bây giờ đi sẽ là mục tiêu tiếp theo và Sinda đã bị dứt điểm. Phi một đang nỗ lực để hỗ trợ người đồng đội của mình. Luxury Sport họ muốn end cái ván thi đấu này rồi. Xong rồi hả? Game xong rồi đó. Đó là tình huống dịch chuyển xuống khu đường dưới cùng với đợt lính. Má Luxury ghê quá. Cho dự bị vô đánh thắng luôn. Tỷ số 2-1. Kiểu như muốn thắng lúc nào thắng ha. Đây đúng là bản lĩnh của đội lớn rồi. Đánh với đội chiếu dưới là cảm giác là đánh chắc, thiệt sự chắc luôn. Mặc dù là có thua một ván 2 nhưng mà hai cái ván thắng của nó kiểu như muốn thắng lúc nào thắng luôn. Luxury căng thiệt. Secret đang trên liều. Họ đang bị chịu áp lực đến từ lính siêu cấp khu đường dưới, họ muốn ép Baron. Phải chơi vậy thôi, phải chơi vậy thôi. Phải chơi vậy thôi. Bớt con xin dao, bớt con xin dao. Bớt xin dao cũng được tại nó có bán nguyệt thương. Mình thấy pha đó thằng Nagiya phải ra bớt xin dao nhanh hơn chứ ta. Khó quá. Và Luxury Sport bỏ Baron chuyển sang cái nhà chính, nó đẹp hơn và nó lẹ hơn rất nhiều để kết thúc ván thi đấu này. Chú Phi chưa vùng lên được rồi. Chưa.
Killer Queen thì giọng của nó là mình nghĩ giọng Sài Gòn hoặc là miền Nam nói chung. Mình nghĩ rằng Killer Queen là giọng Sài Gòn á, người Sài Gòn. Sai ở đâu được bùa đó. Làm lại thêm pha nữa. Thật ra là được, tầm này thì cái lượng sát thương quét đi bắn vô con Baron cũng thốn lắm, cho nên là họ vẫn có cơ hội. Ồ, Killer Queen nó vẫn chưa xài bán nguyệt thương luôn kìa. Thương chính từ Luxury Sport không chỉ một mình play. Bây giờ Sai cũng có thể tỏa sáng và đặc biệt combo đồng tay cô tịch tương tự, và hãy nhìn một cú đá nhắm vào SD gây sát thương. Ôi Queen hay không được, nhưng tái giờ là sang nó chấm thẳng vào đầu quét đi. SD đang nỗ lực để bắn. Hay. Nagiya tốc biến đỡ cái đu dây móc hay quá. Hay. 1000. Lên các em ơi, lên. Cơ hội cho đi có thể tỏa sáng là đây rồi, và má cái đó mà thằng SD ăn được 1000 là ngon rồi. Ná Nagiya tốc biến che cái e hay quá. Bỏ chạy phi một cũng đang đỡ lính siêu cấp, nó đang di chuyển tới. Ôi trời đất ơi, con cá xấu số này thật sự là khó hiểu đó hả? Và phi một làm sao chạy đây? Nằm xuống, ba ke sẽ được gửi đến thịt điện lời Baron dành cho Lucy rồi. Nagiya đánh pha đó hay quá nhưng mà cách lớn quá. Phải cổ vũ cho chú Phi chứ anh em. Thật sự mà nói thì cái giải đấu nó muốn hấp dẫn thì chú Phi phải vùng lên, giải đấu mới hấp dẫn được chứ bây giờ nhiều chú Phi quá. Hai chú Phi một giải đấu mà hai chú Phi là hơi nhiều. Tám đội mà hai chú Phi là hơi nhiều. Đây là vòng xoáy không gian đánh to. Ui. Họ nhắm SD nhưng họ thấy là cái nhà chính ngon hơn và endgame dành cho Luxury. Lính vô tới chủ là năm thằng chạy vô. Chiến thắng đúng không? Luxury ở trong ván thi đấu thứ 3 này. Thì chiêu cuối. Lính vô tới chủ là năm thằng chạy vô.